Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 được phát sóng hàng ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Ngày 9 tháng 1, huyện ủy Quảng Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 78 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và 34 năm tuyên truyền đấu tranh xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình xuất hiện thành điểm nhóm tại xóm Khao Rạc, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh từ năm 2001. Huyện Quảng Hòa đã triển khai các giải pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác đấu tranh, ngăn chặn và xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tổ chức 30 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 2.900 lượt người đồng bào dân tộc Mông tham gia. Cấp ủy chính quyền vận động đồng bào Mông tự giác tháo dỡ nhà đòn, gỡ bỏ tấm phông trắng. Đến ngày 28 tháng 9 năm 2022, Quảng Hòa là huyện đầu tiên vận động thành công 100% các hộ ký cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận địa bàn đã được chuyển hóa, xóa bỏ hoạt động tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Nhân dịp này, Công an tỉnh khen thưởng một tập thể, 3 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa tặng giấy khen các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Chi đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức chương trình thiện nguyện áo ấm cho em tại trường Mầm non Hoa Thám, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình. Trường Mầm non Hoa Thám có 5 điểm trường với tổng số 82 học sinh, trong đó đa phần học sinh là dân tộc Dao và Mông. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%. Chương trình áo ấm cho em đã trao quà cho 82 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm thực phẩm và quần áo ấm, tổng giá trị 25 triệu đồng. Đường gửi cho các em điểm trường chính và các điểm trường lẻ, chia sẻ khó khăn với thầy trò ở vùng sâu, vùng xa. Chương trình thiện nguyện do Hội Chữ Thập Đỏ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phối hợp với chi đoàn thanh niên của đơn vị phát động đã nhận được sự ủng hộ, quyên góp của doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Những phần quà là nguồn động viên, chia sẻ giúp các em học sinh đến trường trong những ngày giá rét. Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức chương trình tình nguyện Đồng ấm áp Xuân yêu thương năm 2024 tại xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc. Huy Giáp là xã vùng xa khó khăn, có 3 điểm trường mầm non, gồm Cốc Xì, Lũng Cắm và Lũng Lài ở cách xa nhau hơn 10 km, có 65 trẻ, 100% là dân tộc Mông thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao tặng nhiều phần quà cho các điểm trường, gồm chăn, đệm, thảm, cối, mũ, khăn, tất, ủng, sách, nhu yếu phẩm, thực phẩm với tổng giá trị quà 60 triệu đồng. Qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của tuổi trẻ, hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn đi trường học. Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc vừa tổng kết thực hiện quy chế phối hợp năm 2023 giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các lực lượng đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm, tổ chức giao ban phối hợp đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, quản lý bảo vệ biên giới, tình hình xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động của các loại tội phạm, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 232 người tham gia, phối hợp kiểm tra trong công tác quản lý hành chính nghề, ngành đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện 16 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 32 triệu đồng. Phối hợp tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, kết quả thu được 22 súng kíp, 9 súng hơi cồn, xử lý 52 vụ trên 77 đối tượng liên quan đến ma túy, 40 vụ trên 70 đối tượng vi phạm hình sự. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quảng Hòa vừa tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Năm 2023, huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quảng Hòa đã vận động đoàn viên thanh niên tham gia 17.000 ngày công xây dựng, tu sửa cơ sở hạ tầng nông thôn, xóa nhà tạm, nhà rột nát, xây dựng chuồng trại, xây dựng hai công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 175 triệu đồng tại xã Cai Bộ, Tự Do, xây dựng 3 sân chơi thiếu nhi trị giá 40 triệu đồng, xây dựng 32 công trình phần việc thanh niên, công trình mang non trị giá 335 triệu đồng.
tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người dân thuộc gia đình chính sách, người nghèo, vận động thanh niên hiến 152 đơn vị máu, hỗ trợ và duy trì 70 câu lạc bộ, hợp tác xã, mô hình thanh niên làm kinh tế tiêu biểu. Phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội giải ngân 17 tỷ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế, tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hàng nghìn thanh thiếu niên. Toàn huyện kết nạp 553 đoàn viên mới, bồi dưỡng kết nạp 173 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Nhân dịp này, tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân. Huyện đoàn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng và phòng chống cướp tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh tỉnh Cao Bằng. Tại buổi tuyên truyền, bằng những dẫn chứng cụ thể về những vụ lừa đảo đã xảy ra trên phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh được lực lượng công an điều tra, triệt phá thời gian qua, tuyên truyền viên Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cao Bằng đã thông tin đến các đại biểu về đặc điểm tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nhận diện một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo như giả danh các cơ quan tổ chức, công an, viện kiểm sát, tòa án, chương trình nhận quà, sử dụng thủ đoạn giả mạo tài khoản Zalo, Facebook, tuyển cộng tác viên kiếm tiền online, cho vay tiền qua app và cách thức xử lý khi trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, các cán bộ nhân viên của BIDV Cao Bằng cũng được truyền đạt những kiến thức cơ bản về nhận diện tội phạm, cách phòng ngừa từ xa, cách bố trí các phương tiện hỗ trợ và kỹ năng giải quyết, xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra khi có đối tượng trộm, cướp tài sản tại các quầy giao dịch của ngân hàng. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 02 CDTTG ngày 9 tháng 1 năm 2024, chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng, khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nhất là dự án công trình giao thông, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng bảo đảm phù hợp với thực tế và khả thi trong triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện trong tháng 3 năm 2024. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh bổ sung các định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền nhưng chưa phù hợp hoặc còn thiếu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 4 năm 2024. Chủ động phối hợp với các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, địa phương tổ chức xây dựng định mức dự toán đặc thù của chuyên ngành, của địa phương có công nghệ thi công, điều kiện thi công, vật liệu xây dựng mới hoặc chưa có trong hệ thống định mức hiện hành. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tổ chức xác định danh mục, lập kế hoạch rà soát định mức dự toán các công tác xây dựng đặc thù của ngành, đồng thời tổ chức xây dựng các định mức dự toán thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải gửi Bộ Xây dựng có ý kiến trước khi ban hành. Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm việc lập, xác định, quản lý, quyết định việc sử dụng các định mức dự toán điều chỉnh, định mức dự toán mới cho công trình theo thẩm quyền làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình quy định. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo rà soát tăng cường phân cấp, phân quyền, phân nhóm các loại khoáng sản trong quá trình xây dựng dự thảo luật địa chất và khoáng sản theo hướng tách riêng nhóm khoáng sản làm vật liệu san lấp để có quy định riêng về khai thác vật liệu san lấp nhằm đơn giản hóa tối đa các trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ trình Chính phủ trong tháng 2 năm 2024. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản về việc cập nhật bổ sung 101 tuyến mới vào mạng lưới vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc. Bộ Giao thông Vận tải sẽ bổ sung 101 tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh kết nối 34 tỉnh thành, nâng tổng số tuyến vận tải khách cố định trên cả nước hơn 9.450 tuyến. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp vận tải khách cố định đăng ký khai thác. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu cập nhật biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ đối với tuyến của địa phương quản lý theo quy định, công khai trên trang thông tin điện tử của Sở theo từng tuyến. Hết năm 2023, cả nước có khoảng 18.000 xe vận tải khách cố định cả nội tỉnh và liên tỉnh với hơn 1.200 đơn vị đang khai thác. Việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải của doanh nghiệp, giảm tình trạng các nhà xe bỏ bến ra lập văn phòng đại diện, cầm khách hoạt động như tuyến cố định gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ
giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, một trong số 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được nêu trong nghị quyết là cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Để triển khai hiệu quả giải pháp này, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã giao toàn bộ hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại ngay từ đầu năm mới, thay vì chia ra làm 2, 3 đợt như các năm trước. Điều này giúp các tổ chức tín dụng có sự chủ động và đơn giản hóa thủ tục cho vay, qua đó giúp các doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Cần thêm 6 tỷ đồng để gối đầu cho hai dự án vừa được ký kết, doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp tự động hóa cho các nhà máy xí nghiệp đã được ngân hàng xem xét và giải ngân hoàn toàn trực tuyến. Hạn mức tín dụng được phân bổ sớm đã giúp ngân hàng MSB có thể quyết định ngay việc giãn hơn một nửa tổng hạn mức tín dụng của mình để cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay. Để hoàn thành kế hoạch này, nhiều món vay thậm chí có thể không cần tài sản thế chấp nếu doanh nghiệp cho thấy dòng tiền thông qua các đơn hàng của mình. Thay vì sau 6 tháng chờ đợi, xin thêm và điều chỉnh như trước đây, hiện các ngân hàng đã có được kế hoạch cả năm để phân bổ cho vay nhóm khách hàng mục tiêu và các ngành theo mùa vụ. Tăng trưởng tín dụng toàn ngành trong năm nay là 15% nhưng sẽ không cao bằng mà tùy thuộc vào xếp hạng của ngân hàng đó theo một số tiêu chí như các hệ số an toàn rủi ro, hệ số thanh khoản, cơ cấu nguồn vốn hay tỷ trọng cho vay vào các lĩnh vực. Trong đó đáng chú ý là những lĩnh vực tăng trưởng xanh và bền vững trong năm nay sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ với lãi suất ưu đãi hơn từ các ngân hàng. Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh đã chính thức có hiệu lực, qua đó giúp các ngân hàng và doanh nghiệp có cơ hội để tiếp cận được dòng vốn xanh với lãi suất ưu đãi, nhất là trong bối cảnh Việt Nam có thể đón nhận dòng vốn 15,5 tỷ USD từ thỏa thuận CETP liên quan đến tăng trưởng xanh và bền vững. Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động đang ở mức thấp nhất trong lịch sử là cơ sở cho việc lãi suất cho vay tiếp tục giảm, tránh tình trạng tăng trưởng dồn dập vào một nhóm khách hàng hay cùng một thời điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 2 năm 2024. Theo thông tư, chương trình đào tạo từ xa là chương trình đào tạo đã áp dụng cho hình thức chính quy ngành đào tạo tương ứng của cơ sở đào tạo, gọi tắt là chương trình đào tạo chính quy, được điều chỉnh và mô tả cụ thể trong đề cương chi tiết của mỗi học phần cho phù hợp với hình thức đào tạo từ xa về phương pháp dạy học. Chương trình đào tạo từ xa có kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa theo các tiến độ học tập khác nhau để định hướng cho người học, trong đó tổng thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa không ngắn hơn so với hình thức đào tạo chính quy. Chương trình đào tạo từ xa phải được công khai đối với người học trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học. Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo từ xa. Về học liệu đào tạo từ xa, thông tư hướng dẫn gồm học liệu chính và các học liệu bổ trợ phục vụ cho quá trình đào tạo. Học liệu chính bảo đảm cung cấp và truyền tải đầy đủ nội dung của học phần, môn học để người học có thể tự học phù hợp với phương thức đào tạo từ xa. Cụ thể, đối với phương thức mạng máy tính và viễn thông, học liệu chính là học liệu điện tử, học liệu số. Đối với phương thức thu tín, học liệu chính là tài liệu in, bao gồm giáo trình được biên soạn cho đào tạo từ xa, sách tham khảo, tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu, sách bài tập, tài liệu hướng dẫn thi, kiểm tra. Đối với phương thức phát thanh truyền hình, học liệu chính là các chương trình phát thanh truyền hình. Chuyển sang tin quốc tế, xuất khẩu của Thái Lan sẽ chỉ tăng từ 1 đến 2% trong năm 2024. Đây là dự báo được Hội đồng Chủ hàng Quốc gia Thái Lan đưa ra mới đây. Xuất khẩu được xem là động lực chính của Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Nhưng nhu cầu toàn cầu yếu đã khiến thương mại nước này trì trệ trong những tháng gần đây. Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Chủ hàng Quốc gia Thái Lan đánh giá tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2024 sẽ trở nên khó khăn hơn do các thị trường lớn vẫn chưa hồi phục và Thái Lan cần tìm kiếm những thị trường mới cho hàng hóa của mình. Để phục hồi nền kinh tế, chính phủ Thái Lan đang triển khai các biện pháp kích thích như miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc, khoản nợ cho nông dân, tăng lương tối thiểu và kế hoạch phân phát tiền số 10.000 baht, khoảng 7 triệu đồng cho mỗi công dân Thái Lan 16 tuổi trở lên với tổng chi phí ước tính tới 500 tỷ baht, 14,3 tỷ USD. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.